Vừa qua thì một người tên là Quách Dũng đã có cái việc làm đó là vận động quyên góp để làm mộ bia cho Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và bà thân mẹ của hai người đó ở tại nghĩa trang Lái Thiêu. Và thông qua nhiều kênh khác nhau cũng như là thông qua việc tìm hiểu ở chỗ người dân địa phương, những người trực tiếp chăm sóc mộ phần của những người này trong nhiều năm qua, và chúng tôi biết được rằng là sự thật thực tế về việc những nhóm người đã lợi dụng việc tu bổ mộ bia của hai nhân vật Ngô Đình Thục, Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm. Và vì vậy cho nên trong sáng ngày mai, một nhóm bạn cờ đỏ miền Nam sẽ có mặt tại nghĩa trang Lái Thiêu gặp gỡ người dân để phỏng vấn và làm một số cái phơi bày một số sự thật để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về các hoạt động tu bổ lại mộ của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu trong suốt thời gian qua là như thế nào. Trước mắt thì chúng tôi đã nắm được một số thông tin cũng như đã liên hệ được với những người đã trực tiếp chăm sóc hai ngôi mộ trên trong suốt mấy mươi năm qua. Và do vậy tôi sẽ gặp lại các bạn trong một cái livestream vào sáng ngày mai trực tiếp tại nghĩa trang Lái Thiêu của Bình Dương để đem sự thật về cái việc mà các nhóm đã lợi dụng vào thân xác mộ đã lợi dụng vào thân xác mộ của Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu để kiếm tiền trục lợi trong suốt mấy mươi năm qua. Và hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào chiều ngày mai. Và hôm nay xin thông báo để các bạn biết để đón xem. Buổi mai có thể sẽ tầm khoảng 10 giờ tôi sẽ gặp các bạn lại ở một cái livestream vào chiều ngày mai. Chào và hẹn gặp lại các bạn.